Rồi hôm nay là mình sẽ làm dàn hơi với bộ nồi chiếc Suzuki Acelo này. Thì anh em nào là xe của anh em nào thì anh em nó lên nhận nha. Rồi thì mình chạy thử thì cái nồi nó hơi tuột, với lại cái này là rồ đã ra khói nha anh em. Chút nữa mình giờ mình rồ cho anh em coi. Rồi để rồ luôn đi. Thì xe ai người đó lên nhận nha. Rồi ok. Đây thì xe ra khói rồi. Thì nồi hơi yếu vậy là nó hơi vọng anh em à, nó vọng thì sửa không hết nha. Xe này nó vọng thì bị mấy cái lò xo giảm chấn thôi, thì chạy nói chung là ngon. Acelo thì chạy cũng ngon anh em. Rồi thì mình không làm mất thời gian, mình bây giờ mình làm thôi. Thì xe này là để 23.000 nè, mà không biết là đứt công km chưa nữa, nãy chạy không để ý. Đây mình chờ mình phun cho nó có ra khói không nha. Thấy ra khói không nè, ha. Thì bây giờ mình không làm mất thời gian nữa, mình sẽ về mình làm chiếc xe này. Rồi có gì trong quá trình làm thì mình sẽ quay lại cho anh em coi nha. Ok ha. Rồi sáng sớm cúng thổ đất luôn anh em ơi, mùng 10. Rồi anh em nào mà ghé ghé mình sửa xe, mình chưa tới thì ghé giờ 7 uống nước chiều chơi nha. Rồi. Tới giờ 7 xà lan ba cự quá. Rồi thì cũng có nước ngọt cà phê rồi. Rồi thì mình sẽ ưu tiên mình rã cái nồi ra để cho khỏi cuốn sinh cam. Rã nồi ra trước khỏi cuốn sinh cam là mình sẽ coi, mình sấy xúc bắp rồi nha anh em, với lại sấy lồng lại. Xe này là bị ấy rồi. Rồi ở đây là con ốc nhớt để kiểm tra nhớt lên đầu bò nè. Đây ha. Okay. Rồi dự định ban đầu là mình sẽ thay cái lọc giấy ở đây. Thay lọc tinh ở đây. Rồi xả nhớt 14. Rồi mở cản ra luôn. Bây giờ sẽ tháo nồi ra nha. Rồi cái này là cái lưỡi cưa, cái răng cưa để ép nồi. Cái này có bị sốt chưa? Rồi vậy thôi, đâu cần bắn nồi sau đâu, đâu cần bắn tắn nồi sau đâu. Vậy là ra tháo ra nó đúng. Rồi rồi rồi. Thì hàng xu này ra thì ra khói rồi, thì làm lại bê tông bẹt thì bà đạn cam là còn không có rơ mấy thì mình không có thay. Là thứ nhất sấy xúc bắp lại. Rồi thứ hai là cái cặp này là nó đã bị cháy bố nồi hay gì nào này, nó làm cái đế này. Thì nói chung là không ảnh hưởng gì, thấy nó cũng có bị đen, nó không bị cháy nữa. Mà không biết là xe này làm lâu chưa. Thì lúc mà anh này anh mua cái xe này lại á, thì người ta bán cho ảnh á. Ta bán cho ảnh thì ta đổ nhớt nhớt đặc vô nha. Thì hồi nãy giờ mình chạy thì nghe nó vọng nồi thôi chứ không có gì hết. Thì cũng tạm chấp nhận được. Còn cái sinh cam nào không kêu mình không làm. Rồi bít tông thì mình sấy lại, tại bạc rồi cũng hở lắm rồi. Nha. Đây nè. Rồi. Thì mình sẽ canh nồi lại cho ảnh thôi. Đó, canh nồi thì nó là có cái nghệ thuật riêng để canh đấy chứ sao giờ. Rồi. Rồi thì lọc nhớt là anh thay lọc nhớt khác nè. Rồi coi cái lò xo vô cái nắp này, là rửa cái nắp này đi. Cái nắp của lọc nhớt nè. Anh chế anh sợ đó. Đó.
chút nữa về ấy để rửa cho rồi. Rồi rồi thì mình đã tháo ra hết rồi, rồi mình cái ron lốc nồi này á là bị hư rồi, bị rách rồi, mình sẽ thay con ốc cái ron lốc nồi khác rồi nha, nhiêu đó thôi. Rồi tổng thể xe này là như vậy thôi. Thì xe này là làm như thế này thì không biết chạy sao, nhưng mà mình thấy là lá sắt nó zin mà anh em khoan vậy là không có nên nha anh em nha. Anh em khoan vậy là không nên nha. Lá sắt zin khoan vậy là thứ nhất là nó bị vên nha. Nào khoan nhám nhám vậy nó bị vên. Cái đó là cái đó ai muốn làm nhưng mà mình nói vậy thôi. Thì có thể là làm lá sắt nó bị vên, nó không có bám tốt. Này làm vậy cũng được, mình thấy cũng có nhiều người làm mà không biết chạy như thế nào. Cái chuyện đó là giờ mình làm lại mất công thai nữa, nó cháy bố nữa, cho nên là mình cứ để y vậy đi rồi mình canh lại thôi. Nói chung là nãy canh là bị tuột anh em, này là chạy thời gian nó sẽ bị cháy luôn cái mặt sắt này đó à. Rồi thì cái này thì mình giữ bố cho ảnh, tại vì cái này nếu mà thay cái cặp nhôm này là cũng ê lắm, mà canh không đúng là nó cũng dễ bị lắm. Thì anh em lên mấy cái rớp đó là coi là chiếc Suga Solo này nó cháy bố nồi liên tục nha. Rồi do người chạy hay là do cái cặp đế này mình không biết, bây giờ là nó chơi dặn mà chơi đóng là gì? Này gọi là gì? Đó, đóng cườm với sổ lỗ rúng lỗ tai rồi vậy đi, nó đóng cái phím sắt ở đây nó vớt lại TV nè, nó vớt lại cái gì đó. Cái này là nhiều người áp dụng lắm rồi, nhưng mà lá sắt là thấy nó nhâm tùm lum hết. Thì đóng lại thì cái khoảng hở đồ khoảng canh bố không đúng thì mình thay ba lá sắt mình đã canh lại rồi, vậy thôi. Rồi mình sẽ vô, rồi bộ này là chỉ làm như vậy thôi ha. Rồi, ok nào vô chạy Ambia được cắt sao nó mới hợp lý được nha. Đó, vậy rồi ba lá sắt mới, còn dày cỡ nào thì cái đó mình cũng không đo làm gì, mình canh được thì thôi. Rồi thằng đầu quy lát này là mình chế cái lông đền nảy của cái ắc còi với lại con còi luôn nha. Thì nếu mà không có thì anh em đổ cái anti nó là khi mà lên ga nó hơi dỗ tạch qua lại của con cò thì mình chế luôn. Rồi mình chế hai con lông đền nảy nha, bên đây một con nữa nè, để quay cho anh em coi một con nè. Rồi vô rồi, rồi đây ở bên đây một con nữa nè, anh em thấy không? Rồi đầu lắc qua lắc lại rất là ngon, nó có độ nhịp, nó có độ nhảy, có độ nhúng, cho nên là nó không có kêu cò, không có kêu cái độ rơi ngang của cò. Rồi cái này là xong hết rồi nha. Rồi này là 16 lần bệnh nha, bị ho 16 ho nè, 16 lần mà bị bệnh ho. Rồi sau khi mà ráp này vô thì quay được rồi nè. Rồi giờ mình sẽ vô bố sắt rồi nha. Thằng này thì cái cục tạ ở ngoài không có dướng gì đâu. Ok à. Rồi ok. Rồi mình sẽ vô bố sắt đầy đủ cho anh em coi nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô, mình ta xiết tán rồi thì mình sẽ vô lá bố lá sắt nè. Rồi nha. Thì mình sẽ vô cái mặt nhôm này nha. Nè có lông đền chà với lại cái răng cưa nè. Mỗi lít răng. Rồi thì giờ mình sẽ vô lò xo rồi mình vô nhớt bố luôn nha. Thì anh em vô từng lá bố cũng được, không anh em đi vô lá bố nó có cái khẽ này, anh em chế vô đây nó sẽ vô, không cần mà nhấn từng lá đâu. Rồi như là vậy là xong cái nồi rồi, nhưng mà còn chờ ron lốc nồi rồi nữa mình mới thử Ambia được nha anh em. Rồi như vậy là ok rồi đó. Rồi bình xăng rồi cũng sạch rồi, giờ mình chỉ chờ mình ráp vô thôi. Đây lưới lọc vớt rồi, mình tháo ra mình kiểm tra luôn nè, vệ sinh luôn nè, thấy không? Lưới nó nằm bên đây nè. Đây lưới lọc vớt nằm bên đây nha. Này nó chế cũng hay hơn Honda đó, mà Honda anh em phải tháo lốc nồi, còn này chỉ thường tháo này ra là được. Giờ mình gắn cái nắp này lại nha. Rồi lồng rồi thấy xong rồi anh em, giờ vô bẹt rồi vô thôi.
đẹp trai. Rồi nồng luôn. Rồi mã nó là 124cc nên đó. Rồi V trừ 1 16H nha. Rồi. Thì đây là lọc nhớt, lọc giấy Suzuki nè. Thì anh này anh kêu mua xe cua cho ảnh là 5 cái nha. Đó. Ok nha. Rồi. Là lọc, nếu mà lọc zin này là trên 50.000 cái nha anh em, trên 50, gần 100.000 anh em nha. Đó. Bây giờ là cái này nó bám ba vớ quá, mình phải tháo bi đề ra mình mới rửa, mình mới xịt được cho nó sạch ha. Bám ba vớ ở đây nè, nãy giờ chùi gần chết luôn. Thì ở đây nó xài cái lò xo màng nè anh em. Cái này là kỹ sư lúc mà chế tới đây thèm ăn chè cút bạch, thèm ăn xương xa rồi. Cái này để nhấn cho mấy cái lằn lằn của mấy cái cục xương xa, xương sáo. Đó ha. Thì ráp xe này là anh em lưu ý là cái mũi tên là quay xuống dưới nha. Thôi mũi tên quay xuống dưới. Thì bây giờ là mình ráp đầu lòng vô đi, là mình sẽ ập lốc nồi, mình thử Ambia luôn nha. Rồi cái này là canh đúng chữ O, là hai cái con ốc bắt nó hơi lệch lệch 45 độ nha, nó hơi lệch lệch nha mới đúng nè. Đó. Sai đó. Thì lên trên rồi đó, cái chữ O kia kìa. Rồi xe này là cái dấu nè, dấu bục đùi son này nằm trên cất bụi lát. Hai ốc nó xéo xéo vậy nè. Rồi với lại cái tông lên hết tới trên là anh em canh cam đúng nha. Rồi, cò không đổi. Rồi chỉnh thì có độ rơ dọc một chút rồi là ok à. Còn có độ rơ dọc ha. Rồi, xong rồi. Bỏ lần cho vô hả? Rồi, bỏ chứ. Không, dùng qua đi. Không, bỏ vô mới đúng à. Nó đè mới đúng. Rồi, như vậy là mình gắn cái lọc giấy nó vô nha. Rồi, cho anh em coi. Rồi. Rồi mình sẽ thay ron rin nha anh em. Rồi đó, ron của nó nè. Rồi như thế này thì ở cái cơ cấu mà vô số này nó rất là khó chịu, cho nên là anh em phải để ý cẩn thận chỗ này nha. Lúc mà mình rút lốc nồi ra là rớt ra. Rồi sau khi xong thì mình bóp Ambia nè anh em, rồi mình vô số nè. Rồi vô số nè, bóp nè, quay bánh được nè. Thả nè. Rồi ok, vậy là thử số ok rồi. Rồi. Để xe muốn được thêm cái nhà quay phim. Rồi như vậy là đã cắt cái Ambia rồi, ngon lành rồi nha. Rồi sau khi xe này xong thì chạy là giọt hơn lúc đầu anh em. Rồi. Thì dĩ nhiên là dàn hơi độ kính phải giọt hơn rồi. Thì xe này là lên cốt 2 rồi canh lại bộ nồi. Với lại thay dây công RMS ha. Rồi thay lọc nhớt rồi thôi. Thì ron rồi, nói chung là phụ tùng su thì mấy ron xin là mình có. Thì anh em nào mà muốn làm thì mình làm cho anh em nha. Rồi dòng su này là anh em mà gắn đèn led đó là anh em khỏi lên sạc cũng được.
với điều kiện là phải biết câu nha anh em. Rồi khỏi lên xe rồi. Thì mình sẽ chạy về để giao khách thôi chứ sao giờ. Rồi mình kết thúc video này tại đây nha. Thì anh em nào có xe su là có thể mình làm máy xe này về phải chỉnh cò lại nha anh em, nó đang kêu cò nha anh em. Rồi vậy thôi.